Hôm nay mình sẽ là người hẹn hò với quý khách. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, diễn sâu quá, diễn sâu. Mình sẽ dành cho quý khách một thử thách. Thử thách nữa? Nếu mà thử thách quý khách làm được thì mình sẽ phá màn đạn. Gì? Phải thử thách? Áo anh xuất chỉ đường tà. Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Chiếc cụ áo nó đã bị bung ra. Rồi khâu ở đâu? Thấy chỗ nào thiếu thì khâu. Thấy chỗ nào cũng thiếu hết á. Chỗ nào cũng muốn khâu. Chỗ nào cũng muốn khâu. Ai quá. Không khó lắm, em nghĩ là anh sẽ trốn đâu đấy. Không phải quá kia mà mình hỏi nhé. Anh không hồi hộp à? Hả? Ừ, anh hồi hộp từ tối qua đến giờ rồi. Em nhìn anh biết giống doanh nhân đấy. Ủa cái vậy hả? Ừ, okay. Với em làm gì? Em nhìn anh cực kỳ giống doanh nhân. Em làm trong nghệ thuật mà. Bây giờ đến em tìm hiểu anh. Anh sinh năm... Anh sinh năm 85. 85 luôn. 85 luôn. Anh có biết là 85 và 93 hợp lắm không? Anh biết. Sao anh không biết đúng không? Anh biết. Biết đâu? Anh biết chứ. Biết hả? Nhưng mà em làm về cái gì nè? Em là ca sĩ. Em là Hà Nhi. Em thi vào năm Idol 2015. À. Lúc 4 thì năm Idol. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Anh có biết là 85 và 93 hợp lắm không? Anh biết. Sao anh không biết đúng không? Anh biết. Biết đâu? Anh biết chứ. Biết hả? Bạn Nam tới chưa? Oh. Dạ rồi. Hey, chào anh. Xin chào, xin chào. Mình chuẩn bị xong chưa ta? Dạ em xong rồi. Ok, tại bạn Nam sắp đến rồi đó. À vâng. Yeah. Và còn một nhân vật nữa chúng ta sẽ gặp chàng trai ấy tại dưới sảnh nha. Ôi, dưới sảnh em luôn ạ. Cảm giác lúc này của bạn thấy như thế nào? Em thấy hồi hộp quá, đúng em không muốn ra khỏi thang máy luôn đi. Không muốn ra luôn đi. Rồi mà em, sao hết? Cũng như những cặp đôi vừa rồi thì ai cũng sẽ có những cái phút hồi hộp lúc đầu hết. Em cũng đừng lo nha. Thế thì con gái đợi như đây. Xin chào các bạn khán giả, ngày hôm nay người nữ nhân vật nữ chúng ta là một cô bé rất đa tài. Và không biết rằng chàng trai của ngày hôm nay sẽ như thế nào đây. Nhưng mà theo Đăng nghĩ thì đây cũng là một chàng trai không phải dạng vừa đâu. Và mà em có mong muốn gì cho cái ngày hôm nay không? Em mong muốn hôm nay là một ngày vui vẻ nhất cuộc đời của em. Yeah. Rồi nha, rồi chuẩn bị chàng trai chuẩn bị vào nha. Chứ. Anh em ơi, chuẩn bị anh em ơi. Sao? Ngại quá, sao ta? Vô đi anh, vô đi anh. Anh à? Thế lớn tuổi hơn anh. Bịt mắt lại. Bịt mắt mà. Ta. Rồi em có thể mở mắt ra rồi đó. Thế á? Ok. Nhưng mà em không muốn mở. Rồi chàng trai đi ra ngoài lại đi ạ. Ờ, đã đến đâu? Ờ, đây đây, anh đây. Anh đây. Cái gì? Chào em. Thật anh đấy. Anh đấy, thật đấy. Anh MC hả? Thì anh là MC thì đúng rồi, nhưng mà anh là MC Kim luôn, nhân vật chính ngày hôm nay đó. Đấy sẽ là người đồng hành với em. Chào em, anh tên là Bimas. Thật á hả? Thật. Có giận anh không? Chứ anh không muốn em giận anh đâu. Không có gì giận hết á. Ok rồi, cảm thấy rất là vui và thú vị nha các bạn.
ơi. Xoài ơi. Thiệt luôn hả? Thiệt luôn hả? Trời ơi, sao là Harry vậy? Chết rồi. Bị ngại thật sự nha mọi người ơi, bị ngại quá nè. Alo. Dạ, anh ơi, em đến rồi. Ok, anh đã ra đón em ha. Rất vui được gặp em. Ê, mời em vào. Anh xin được bao nhiêu em? Lát mình sẽ tìm hiểu. Hello anh. Nhanh nha. Ở đây đẹp quá. Sao vậy đâu? Mệt. Không, em không mệt. Tự nhiên em ngại quá. Anh cũng thấy. Trước giờ nói chuyện với anh là em toàn kiểu nói về công việc không rồi. Cái bây giờ tự nhiên hỏi về người yêu hả? Hỏi về vụ cái thứ. Hết rung luôn. Tôi tưởng ai tôi rung từ buổi sáng tới giờ. Mấy tuổi rồi mà đến muộn đấy. Làm gì đấy? Biết người ta chờ bao nhiêu phút được không? Vô duyên đến không một lời xin lỗi. Xin lỗi thì chưa. Mày đến đây làm gì nhỉ? Không biết, người ai hẹn thì người đấy... Ai hẹn á? Chả ai hẹn đây. Xong đấy. Bóng dáng ai đấy vẫn quen. Bờ vai nhỏ bé. Mặc chiếc áo đen quen thuộc bóng bóng. Giọng đứa nào quen dữ gì trời. Mái tóc lởm chởm. Ui. Bên này chị. Em đi quay. Ủa là sao? Anh đi quay à? Bạn Lý, béo ăn, bạn Lý nói với anh là hôm nay anh đi quay. Ừ, em cũng đi quay ở đây. À, vậy là cái con là... bạn Lý mập đó. Trời ơi. Anh nghĩ là em sẽ không biết đoán được anh là ai đâu. Dạ. Uh-huh. Anh thắng nha. Mặt củ xì. Ủa? Gì vậy? Ủa? Cái anh đang quá gian thảnh vô. Zombie à? Củ khoai lang. Củ khoai lang. Đây là khoai lang á? Ừ. Em không mang khoai lang tím. Em không mang khoai lang tím. Hôm nay mình sẽ là người hẹn hò với quý khách. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, diễn sâu quá, diễn sâu. Mình sẽ dành cho quý khách một thử thách. Thử thách nếu được mà không? Thử thách quý khách làm được thì mình rất cảm ơn ạ. Gì? Phải thử thách. Áo anh sức chỉ đường tà. Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Chiếc cục áo nó đã bị bung ra. Rồi khâu ở đâu? Thấy chỗ nào thiếu thì khâu. Thấy chỗ nào cũng thiếu hết á. Chỗ nào cũng muốn khâu. Chỗ nào cũng muốn khâu. Ai quá. Anh thử nói ba đặc điểm của em coi đúng không? Tóc xù nè. Phải không? Nửa câu ấy. Xíu có, kìa. Có hình xăm. Như nữa. Biết ha. Rồi chết rồi. Vậy là đúng rồi đúng không? Không cần chối cãi gì nữa rồi.
Hello. Thấy chưa? Trời ơi, vậy là em đoán sai rồi hả? Trong ba tấm hình đó là có hai người là em chơi cùng. Anh là người duy nhất em không quen. Cái xong em nghĩ là thôi chắc chương trình không chơi người lạ đâu. Xong cái em chọn anh này. Em trước ạ. Em lựa cái nào mà nó vừa tay em. Tay hả? Đúng này đúng không? Đừng chơi nữa, em cứ về lại đi. Ôi nặng ghê á. Hôm nãy em cầm giấy nào? Trái này. Không rửa cái nặng. Tiếp đi. Để coi có giấy nhẹ hơn. Ôi tụt rồi. Ôi tụt rồi. Tụt rồi. Ê, cái chắc mình chơi cái chiều được á. Cá độ. Cá độ kiểu gì này? Bây giờ nếu như anh thắng thì là em phải yêu anh. Em phải yêu anh. Nhưng em thua. À, anh thua thì anh phải yêu anh. Ok. Chơi đâu quỷ vốn. Bảy, 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 sáu, bảy. Ráng lên An ơi. Rồi xong. Nhưng mà anh vẫn hơn em trái. Anh nhường em thì anh nói đi. Sao đâu? Nhường em đó. Đấy, em cho anh nói câu đấy đấy nhá. Xong nhà nhỏ thôi, không có cam ấp. Ok, không biết Vi thắng nữa, không biết. Vi ơi, mình đang đi làm quả ấy. Mình... Và không biết Vi thắng nữa. Đi thắng hả? Nhưng mà đi thắng... Ok. Bắp tay trên TV rồi, là làm như này á. Nice, yes. Ok. Nên thầy thơm nước khoai vừa thơm đó nha. Em á? Ừ. Có hả? Có. Bé mùi rồi. Có. Anh thính lắm, tại thích cái đó lắm. Em thích cái gì? Ừ, thích unisex. Ồ, thế hả? Ừ. Mà là gỗ. Ờ, em thích gỗ cực. Ừ. Ok. Xin mời. Xin mời. Được không? Ừ? Ăn được không? Được. Ừ. Đúng là thanh tịnh. Tại vì nó không có một chút gia vị gì hết. Anh không có gia vị. Anh cái gia vị duy nhất anh bỏ là tội thôi. Wow. Bình thường anh chỉ ăn vậy. Anh nghĩ là từ sáng tới bây giờ thì em cũng biết là anh là một người nhạt nhẽo như thế nào. Em thấy sự nhạt nhẽo đó rất rõ ràng rồi. Rất rõ ràng đúng không? Đồng đất sĩ thanh. Bài này sao mà nhảy?
dai lắm, đừng nhìn mặt anh, nhìn body đi. Càng dai nữa. Thôi, anh xin lỗi. Mới nhảy con tim à? Nãy từ bên kia, từ cái toilet đó bước ra là cái khả năng lớn nhất của anh rồi. Xanh phải hợp với màu đen hoặc là màu xanh, màu mèo quá thì chắc là em không thích đâu. Màu trắng này là màu đen đi. Ngoại hình cao to nhưng mà cũng ưu điểm cũng là khuyết điểm. Lúc nãy anh Hiếu có nói. Hai. Ba. Ba. Thế này. Ừ. Các bạn hãy trải nghiệm việc sống thử sống cùng thử nhau. Anh biết mài câu. Biết gì? Mài dao. Mài dao nấu. Really? Yeah. Ai vô con không thử bột, con không thử bột. Ơ sao lại dối em? Tội Lý Sơn hả? Em không biết luôn á. Đây là tỏi Lý Sơn. Sáng luôn á. Ngon lắm. Vậy hả? Con thích ăn tỏi này lắm. Vậy hả? Yes. Em ơi mua gạo rồi. Nghĩ sao 100 đi đủ mua gạo vậy anh? Không có đâu. Anh là gì? À, nhưng mà đấy ra số bước rồi đây. Là mấy? Anh nhân lên. Mấy lần nhở? 4 lần. 4 lần. Thế là 12 bước. Nhưng mà cộng thêm với cả 2 bước cuối cùng là 14 bước. Nhưng mà tính ở đây không chuẩn đâu, anh đã bảo rồi. Em bước linh tinh. Em không cho anh hôn. Không hôn. Ờ thì thôi. Mất vệ sinh lắm. Anh ở trên tàu. Mình phải lịch sự. Mất vệ sinh. Nào ơi ơi. Không được lau. Ê, đứng dậy đi. Làm gì? Đứng dậy đi. Làm gì? Thử vũ. Hâm mở nắng này. Kệ. Thử ơi, thử khiêu xem vũ nào. Chắc chắn là đằng sau cái lời đề nghị khiêu vũ là một nhiệm vụ. Không biết là anh thích khiêu vũ lên đầy không? Thích là được à? Ờ? Phải quan tâm đối phương có thích hay không nữa chứ. Ừ, đối phương không thích thì bây giờ vẫn phải thích. Không, không thích. Thôi, khiêu vũ đi. Không là không mà. Thật, khiêu vũ. Bây giờ nhá, khiêu vũ xong anh sẽ cho em một cốc coca. Cốc coca hả? Ừ, nào. Ai giờ? Rồi. Nhiệm vụ à? Còn đây cái kiểu này nó lên. Vì anh là mấy giây là xong một trò là kết thúc đúng không? Còn cái này là không biết đến bao giờ. Nhưng là anh cuộc sống rất tích cực. Nhưng khi chơi những trò này anh sẽ nghĩ suy nghĩ tiêu cực. Anh đừng nói gì tiêu cực cả để cho em vẫn tích cực đi. Vì bình thường em không có sợ nhưng mà em lại rất là ghét giật mình. Yeah. Này, đó, 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 gió, 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 gió rồi. Em vừa nghe cái đoàn một cái. Vậy thì đã mưa rồi sao? Nhưng mà nó ghê lắm. Nó mỏng, cảm giác nó mỏng hơn cái này nhiều. Mà gió thổi rất là đắt. Cao rồi đấy. Cao, cao. Thực sự là nó cũng hơi lắm. Thôi mình đã qua được cái mục. Ôi, 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 ôi. Thank you.
Trên kia là lâu. Cầu cá cha. Là cái mà vừa nãy anh nói đúng không? Để tạm đi, nghe đây. Anh thị phạm luôn hả? Anh thị phạm luôn hả? Không, nghĩ sao? Đây, xin giới thiệu với em. Nó cao quá vậy. Đây là... Không làm nó thấp thấp để lúc nó rơi đó, nó không có bì. Trời thấp đứng ngoài nhìn vô thấy sao? Đây cao. Đó, khi mà em ngồi. Đây, em sẽ ngồi, thiệu em ngồi trong cách này. Đó, em sẽ ngồi như vậy. Mình phải vào trong kia mà đúng không? Đúng rồi, đó em ngồi vậy nha. À, ngồi sổ. Chỉ cần em ngồi xuống thôi là sẽ có rất nhiều khán giả đến xem em. Anh thầy luôn em. Mặt nước chứ đủ mất nước là nó mất hết luôn. Để thử sâu anh. Thủ tiêu. Bây giờ em thử, đi. Anh gì vậy? Ôi sao té vậy? Anh nhắc một con này rồi. Ừ. Dạ hai cái đúng không? Ờ mệt quá. Mồ hôi mồ kê, trời ơi. Hả? Anh ngồi xe. Cái gì? Em nói gì? Ôi ơi, con lùn mà biết đi xe kìa. Đó. Một cái. Ok. Còn cái còn lại để anh đi. Sao nó đi mất rồi? Ăn được. Anh này khỏi chưa? Hết một vòng rồi. Sao nó đưa cho anh cái này? Có đâu anh ăn. Xe đạp giống ngày xưa. Ngồi đằng sau thì không cực, ngồi đằng trước thì rất là cực. Ăn nốt đi, ăn từ ai ăn. Hồi chưa giờ có bao nhiêu người yêu rồi? Chính thức thì khoảng tầm 3 đến 4 người. Còn khoan nha, cho tôi hỏi yêu chính thức là sao mới được gọi là yêu chính thức? Là qua thời gian tìm hiểu rồi, là chính thức đi hẹn hò là gọi là chính thức. Còn lại mình vẫn có những cái mối quan hệ mà mình có thời gian tìm hiểu 2-3 tháng. Rồi một mối quan hệ vậy kéo dài khoảng bao lâu? Lâu nhất là khoảng 2 năm. Còn bên đấy sao? Trước giờ mấy mối tình rồi? Nghĩ tôi được mấy mối tình này? Đoán ít thì thì ăn đập. Đoán nhiều cũng ăn đập. Vậy thì chắc bằng nhau 3-4 nữa. Thôi tính sơ sơ cho 4 mối tình đi. Dài nhất là bao lâu? Khoảng 2 năm. Ừ. Giống nhau kìa ha. Ngắn nhất cũng được 2 tháng. Mày đi.
Ờ. Em tin hẹn hò khóc. Ok, giờ bắt đầu làm ha. Từ từ. Làm gì nữa? Phải đeo tạp dề đã. Tôi muốn dơ đồ không? Cái này tăng mức độ tình yêu. Sao không nói câu vậy? Không. Ok. Ủa, bình thường ở nhà đâu có đeo bao giờ đeo cái này đâu ta. Nhưng mà giờ phải đeo chứ. Sẽ đeo chứ. Ủa, đeo, anh đeo vậy đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nhìn em giống một người vợ đảm đang không? Cái này bóp chưa? Mình xé nó luôn hả? Đây rồi. Xé nhỏ nhỏ thôi, xé gì to vậy? Rồi coi nè. Trời, anh mang quá vậy. Anh uống mang đây đây rồi. Sao nó méo xẹo vậy? Okay. Ủa, bây giờ là cắt rồi phải không? Anh cắt được không? Được. Sợ bước tay không? Không. Võ công của anh cao lắm coi nè. Ê. Hả? Chân cách thủy là... Ủa? Ê. Phương thật là một người vợ... Kém đã đang đâm.